Xin chào các bạn đã quay lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình hướng dẫn cấu hình mạng RFINET từ BUC X7-1500 đến trạm RFINET Adapter của hãng Revit. Đây là con CPU 1511-1BN. Bên dưới nó có hai bọt Ethernet. Đây là module RFINET Network Adapter. Cái nguồn cấp là 24V DC. Nó được sản xuất ở Hàn Quốc. Cái module là NA-9187. Đây là module RFINET NA-9187. Ở phía trên nó có các cái đèn hiển thị. Đây là các cái terminal để đấu dây nguồn cấp. Cái địa chỉ MAC address. Nó có hai bộ Ethernet. Đây là cái switch chỉnh station. Cái module này các bạn lắp trên thanh reo 35mm. Đây là module 8 kênh Digital Input 24V DC, loại Shin. Cái mã sản phẩm là ST-1218. Đây là cái module ST-1218. Ở phía trên nó có 8 cái đèn hiển thị input, 8 cái terminal. Đây là cái sơ đồ đấu nối. Đây là cái module 8 kênh digital output 24V DC Shin Tai. Cái mã sản phẩm là ST-2318. Đây là cái module ST-2318. Ở phía trên nó có 8 cái đèn hiển thị trạng thái output, 8 cái terminal dùng để đấu nối. Các bạn đấu nối code game. Đây là sơ đồ đấu nối. Bây giờ mình sẽ gắn module vào và tiến hành đấu nối. Các cái jack terminal đấu nối này các bạn có thể rút lên. Tiếp theo mình sẽ đấu nối tín hiệu.
Mình sẽ đấu cái ngõ ra output số 3 để o nọp cái đèn. Bây giờ mình sẽ cắm cáp Ethernet vào. Cắm cáp Ethernet từ máy tính vào. Tiếp theo mình sẽ bật nguồn lên. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình trên phần mềm TIA Porto V16. Các bạn tạo project mới. Các bạn chọn model CPU đang kết nối. Các bạn lít vào CPU, chọn Property, ở đây các bạn nhập địa chỉ IP của BIOS. Các bạn lít vào Connection, lít vào Permit Access. Các bạn chuyển qua tab Network. Chọn Hardware Catalog, chọn Other Field Device, click vào Profinet IO.
Chọn IO Revit. Các bạn chọn NA9187. Các bạn click vào NA9187. Các bạn cấu hình module IO. Chọn module ST1218. Chọn module Digital Output 2318. Các bạn chỉnh địa chỉ IP của module NA9187 cùng lớp mạng với BOC. Module NA9187 có địa chỉ là 1. Các bạn thấy địa chỉ của module input có địa chỉ là 0. Địa chỉ của module output có địa chỉ là 0. Bây giờ mình sẽ viết một đoạn chương trình start top ngõ ra quy 0.3. Sau khi các bạn viết chương trình xong, các bạn biên dịch chương trình để kiểm tra lỗi.
Không lỗi. Tiếp theo mình sẽ download chương trình. Các bạn online chương trình để monitor. Mình sẽ chỉnh switch sang vị trí 1. Sau đó các bạn cúp nguồn PLC và bật lại. OK, PC run và hết rồi. Mạng chạy OK. Mình sẽ sửa chương trình và download lại. Mình sẽ kích nút Start Button Y0.0. Cái Input Y0.0 nó sáng. Cái Output Y0.3 nó sáng. Nên cái đèn nó sáng. Mình kích nút Stop Button Y0.5. Cái đèn nó tắt. OK, video của mình đến đây là kết thúc.